Tem mã phải cho hàng quần áo, túi sách. Đây là tem mã vạch nhà mình nhá. Mục đích của dán tem mã vạch này để phân biệt được hàng hóa, tránh trường hợp là nhặt nhầm mã. Đầu tiên là đối với những cái sản phẩm mà nó có sẵn cái tem này này, thì là mọi người chỉ cần đối chiếu cái tem này với cả cái sản phẩm này. Như cái áo này là áo gơn màu trắng thì các bạn phải nhìn ở trong phiếu này, cái mã nào là mã phông gơn màu trắng thì chúng ta sẽ dán vào đây thôi. Cái này thì đơn giản, dán vào đây là xong, sau đó kéo nó lại là xong. Như cái này cũng thế, cái này cũng có sẵn cái tem này, chỉ cần xem cái tem nào có màu cam, cái này là màu cam, đúng mã nhá, đúng mã đúng màu. Đây là màu hồng, tem của nó sẽ là áo phông màu gờ màu hồng. Đây là đối với những quần áo mà có tem thì chúng ta chỉ cần dán như thế. Còn đối với những cái hàng quần áo mà không có cái tem như thế thì chúng ta phải dùng cái súng như thế này, nó có cái đạn này, chúng ta sẽ bắn nó vào. Đây, chúng ta đầu tiên là phải dán cái mã này vào cái tag này, để mà nó có cái lỗ này để bắn nó vào nhé. Đây, dán vào đây trước, dán vào phía đây, cái này tem tag nhé. Chúng ta sẽ bắn vào nhé. Cái này chúng ta sẽ bắn vào những cái điểm, thứ nhất là những cái chỗ mà phần thừa của vải nhá. Ví dụ như cái này ý, là nó có cái tem này này, thì chúng ta bắn vào đây. Cái này là sẽ là size L màu xanh than, xem cái tem là xanh than là cái nào là đây. Đấy, phải đối chiếu như thế nhá, xong mới bắn vào đây. Đây, chúng ta sẽ bắn vào đây nhá. Bắn vào những chỗ mê thừa này ra này, những chỗ mê thừa này để cho nó tránh rách quần áo nhá. Các bạn không bắn trực tiếp vào áo được, bắn trực tiếp nó sẽ bị thủng. Đấy, bắn như thế này. Đấy, thế là xong nhá. Xúc vào đây. Đấy, xong là dán nó lại. Tiếp tục sản phẩm thứ hai cũng như thế. Đây là áo màu trắng. Đây. Nó cũng có cái chỗ thừa ra. Đây, dán bắn vào những cái chỗ thừa này. Đây là size L màu trắng nhá. Đây là size L màu trắng này. Dán vào đây. Thế thôi, thế là các bạn đã được một sản phẩm nhé. Còn đối với những cái túi sách này, đối với những cái túi sách này các bạn dùng cái sâu ấy, dùng cái sâu cuốc này này, dùng cái sâu cuốc này các bạn sâu vào, sâu cuốc nha, các bạn sâu vào đây, các bạn sâu vào nhá, xong các bạn sâu vào những cái chỗ này này, những chỗ khóa này này, những cái chỗ móc khóa, những cái chỗ này này, đấy các bạn sâu vào đây, thế. Vào đây nhé. Đấy các bạn sâu vào đây nhé. Đây, đấy, một cái này. Cái này cũng thế. Các bạn cũng sâu vào. Có cái sâu này các bạn sâu vào đây. Sâu vào cái lỗ này nhá. Ok.